con vậy? Đó. Con vậy? Cái gì đây? Quậy quá vậy? Đấy. Có không, có không? Sát luôn. Sát luôn. Sát vô. Sát luôn. Đây, mới vừa quậy các bạn. Sát luôn. Ừ. Để coi con gì đây. Mọn tay kia để cầm lên. Bây giờ xuống dưới mò các bạn. Đâu, xuống dưới mình mò. Đó, quá đã luôn. Chính một con cá tre các bạn. Cá tre này, cá tre trắng, nó không chua. À, các bạn thấy thèn bắt cá siêu tài các bạn. Nãy giờ dính được 4 con rồi nha. Đó, mình thấy nó đây. Đâu? Đây, các bạn nha, đã trở lại với kênh anh Ba Chí miền Tây các bạn. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi nguyên nhóm nè, anh em mình sẽ đi ra vườn để chích cá các bạn. Đây, cái mương này bỏ cũng lâu năm lắm luôn nha. Thì giờ bắt đầu anh em mình đang đi để coi cái hôm nay thu hoạch cá có nhiều các bạn. Bây giờ đi qua mương các bạn. Đây, giờ bắt đầu mình đi qua mương để đi vào bãnh bắt cá các bạn. Đây, mương này bỏ cũng lâu năm rồi các bạn. Thì để chút nữa bây giờ anh em mình đi chích nha. Rồi có cá không nha. Được. Đi mình mới vừa đi qua mương các bạn. Để xem coi có cá không nha. Đó, đang đi đi xịt tới các bạn. Để coi có không. Ok đi đi. Đâu à, mới đi bắt lần đầu các bạn. Đâu mới thấy ụt các bạn. Nè hoài luôn các bạn. Nè mà không thấy đâu hết trơn nè. Lắc vào luôn với muối. Đo dính cá các bạn. Đâu rồi anh Xanh vô lên rồi. Đây. Đây, con cá quá trời bự luôn các bạn ơi. Anh Xanh mới bắt dính nha. Cá bự hơn con khoảng chút các bạn ơi. Đâu cái sổ đâu. Đây, để đi lên rồi có nha các bạn. Mới dính được một con cá lóc đầu tiên nha các bạn. Mới giờ chạy các bạn. Nguy hiểm quá. Đó. Cá mới ụt các bạn. Thị quá trời bự. Bắt trời. Nó chê quá trời bự luôn các bạn. Đây đi mình xem coi. Cá chê dừa. Cá chê này là cá chê dừa các bạn. Đây. Cá chê dừa đó. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Ủa các bạn ơi. Quá đã. Nãy giờ anh Xanh TV bắt chín 2 con rồi nha. Lo rồi hơn ngày mà. Đó. Quá chỉ rồi. Đâu anh Xanh. Đó, đảo các bạn ơi. Con vậy? Cái gì đây? Quậy quá vậy? Đấy. Có không, có không? Sát luôn. Sát luôn. Sát vô. Sát luôn. Đây, mới vừa quậy các bạn. Sát luôn. Ừ. Để coi con gì đây. Mọn tay kia để cầm lên. Bây giờ xuống dưới mò các bạn. Ngâm điện thoại quay phim cho các bạn. Được. Xem có cái hàng quá trời bự. Cái hàng này con chui cái đầu vô vườn. Để ý nó đi. Tới mùa khô cái mình ra bắt. Đây, bây giờ bắt đầu đi lên nha. Cái mương này cũng lâu năm các bạn. Trời không có cá lóc rồi, nghỉ tiền ngày mà luôn. Thánh thiệt á, anh ta thường người kêu nó thánh thiệt. Vừa ai bẻ lũng lỗ, tưởng lỗ cá, thấy tròn tròn. Cái này vô cái rừng, ở cái vườn này là lâu năm các bạn. Vườn này của người ta. Vườn này có nội em để lại đó thầy. Được. Đây còn dính nữa, có dính không các bạn? Nó cứ mưa rồi. Đó. Nó mới dịch các bạn. Xanh TV chạy té luôn nha các bạn. Thấy cá mừng quá. Mừng quá chạy lọt luôn. Đâu? Đây, anh nhảy xuống luôn các bạn. Nhảy xuống đi. Rồi, nhảy xuống luôn nha. Bay xuống luôn để coi cá không. Lột quần luôn, bay xuống luôn. Rồi, cái giờ cứ xanh.
Rồi. Dính rồi đó. Chết quá, cá không ngon. Mất máu. Để nguyên vậy. Dính không? Rồi dính rồi các bạn. Ôi. Oh. Quá trời đã luôn. Cá ngon cá lóc nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình cầm xô đi qua mương mới các bạn. Mương này nãy giờ bắt được cũng được mấy con cá ha. Đây giờ bắt đầu đi các bạn. Các bạn ơi, bây giờ bắt đầu anh em mình sẽ đi qua mương mới nha. Đây hôm nay cũng có đây anh nhái miền Tây các bạn. Đó bạn hôm nay ba chí miền Tây nha các bạn. Chào mọi người nha. Tướng được chạy ha. Mà mình không dám đi gần các bạn, cao quá. Mình nói chuyện mình mỏi cổ quá. Tưởng cha con. Tưởng cha con không. Mình nhái nó sẽ được bự được theo các bạn ha. Đó, đi coi. Đó. Con vậy? Đó. Con vậy? Cái gì đây? Quậy quá vậy? Có không có không? Sát luôn. Sát vô. Sát luôn. Đây, mới vừa quậy các bạn. Sát luôn. Ừ. Để coi con gì đây. Món tay kia để cầm lên. Bây giờ xuống dưới mò các bạn. Đâu, xuống dưới mình mò. Đó. Quá đã luôn. Chính một con cá tre các bạn. Cá tre này cá tre trắng, nó các bạn thấy thằng bắt cá siêu tài các bạn. Nãy giờ dính được 4 con rồi nha. Đó, mình thấy nó đây. Đâu? Đây cũng được con. Đây, dính một con cá tre nha các bạn. Bữa thiệt ở đây cũng được con. Nhỏ hơn con này một chút. Được, bắt đầu đi bây giờ mình bắt đầu đi lên các bạn. Đi lên để coi cái có cái ổ hả? Ủa cái đây cái gì vậy? Đâu. Đi coi coi. Cái gì giật đi. Thằng Phèn cũng mới đi kích lần đầu các bạn. Đi xịt lần đầu. Kinh nghiệm hơi thiếu sót. Đây, anh bông lúa miền Tây các bạn. Ngoài giờ em thấy bình dân quá ha. Bình dân giản dị các bạn. Không anh em mình là vậy. Cái ổ không có con nào quý. Nó ổ. Dính không? Dính không? Ổ cá quá ngon nè. Im 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 nghe nó. Đây, nó đang quần nhỏ các bạn. Đục giống đó. Bục. Chưa ai bẻ dính đó ra rồi. Đây chích không có bây giờ bạn xuống mò luôn các bạn. Dục xiệt luôn rồi. Giờ xuống mò luôn ra tay luôn. Nhưng có phèn ra tay có cá các bạn. Đó. Trời ơi, gặp nó. Ra tay hay quá các bạn ơi. Nè bạn, 2 con mà. Dính được 2 con cá lóc nè các bạn. Còn nó không? Đây, còn con đây. Đây. Phèn ra tay là không có đường nào chạy nha các bạn. 2 con. Ổ quá hả? Thì bây giờ mình theo chân phèn đi qua mương mới các bạn. Đó, bây giờ mình với thằng phèn đi qua kênh mới các bạn. Ủa, đi qua mương mới các bạn. Nhìn coi cái mương này có cá không nha. Mương này cũng khá nhỏ các bạn. Có không? Đi lên nữa hả? Đó. Cái mương này bỏ cũng lâu rồi các bạn. Bây giờ đây, anh em mình đang đi vô bên đây để coi có không nha. Còn điện không? Không có ụt ha. Rồi, không có các bạn ơi. Đây, đi quay cầu nha các bạn. Bây giờ xong rồi các bạn. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đi vô nha. Kết thúc video các bạn. Đó, thấy anh bông lúa miền Tây không? thì bây giờ bắt đầu mình đi vô.
kết thúc video nha. Nếu các bạn có thấy hay thì đăng ký và chia sẻ kênh cho mình nha các bạn. Anh Ba Chí miền Tây nha các bạn. Đây thì anh em bắt đầu video đây.